Chào các bạn, tôi là Bùi Thái Tâm. Trong video này tôi sẽ giới thiệu là cái cách mà để giải một cái hệ phương trình tuyến tính. Thì cái tài liệu cho cái bài này thì các bạn có thể download ở trong phần comment ở dưới video. Thì trong đại số tuyến tính, cái phương pháp khử Gauss đấy là một cái thuật toán để giải hệ phương trình tuyến tính. Đấy, nó thường được hiểu như là một dãy một cái thao tác thực hiện trên cái ma trận hệ số tương ứng. Phương pháp này cũng còn dùng để tìm hạng của ma trận này. Phương pháp khử Gauss có thể dùng để tìm hạng của ma trận này, tính toán định thức của một ma trận, rồi tính nghịch đảo của một cái ma trận vuông mà có nghịch đảo. Phương pháp này mang tên nhà toán học Gauss. Đấy. Ông sinh sống vào năm 1770 1777 đến 1855. Thế việc cái thực hiện việc rút gọn một cái dòng trên ma trận ấy thì chúng ta sẽ sử dụng cái liên tiếp các cái phép toán cơ bản trên dòng để làm ma trận, để biến đổi ma trận cho đến khi là cái góc dưới bên trái của ma trận nó trở thành không. Đấy. Mà nhiều nhất có thể được có ba cái kiểu phép toán cơ bản trên dòng, tức là tráo đổi hai dòng này. Nhân một dòng với một số khác không này, và chúng ta cộng cái nhân một dòng nhân một dòng sau đó cộng vào một cái dòng khác. Dùng các phép toán này thì cái ma trận chúng ta luôn luôn có thể chuyển thành một cái ma trận tam giác trên. Chúng ta xét một cái ví dụ như này. Chúng ta cần giải một cái hệ phương trình như này có ba ẩn để mô tả. Chúng ta có hệ phương trình có ba ẩn x, y, z hay là x1, x2, x3 chẳng hạn. Ở đây ký hiệu là x, y và z. Thế cái ma trận hệ số này thì chúng ta viết ở dạng ma trận như này: 2, 1 và trừ 1. Cái dòng này là 2 này, 1 này, trừ 1. Chúng ta viết ở đây. Cái hệ số vế phải của hệ phương trình chúng ta viết ở cái cột bên phải này. Đây là gọi là cái ma trận hệ số mở rộng. Thế bây giờ chúng ta tìm cách làm sao chúng ta biến cái ma trận hệ số này nó trở thành là cái tam giác trên, tức là ở dưới cái đường chéo nó bằng không hết. Thì bằng cách như thế này. Bằng bằng cách ở đây chúng ta viết là L, tức là line, là viết tắt của dòng. Thế bây giờ cái dòng thứ hai này ta biến đổi làm nào để cho cái phần tử này bằng không. Đấy, cái phần tử trừ 3 chuyển thành không. Thì bằng cách như thế này. Ta nhân cái dòng 1 với 3 phần 2. Để dòng 1 này nhân với 3 phần 2. Sau đó đem cộng vào một cái dòng thứ hai. Đấy, cộng vào dòng thứ hai thì cái phần tử này nó bằng không mất này. Đấy, và những cái này nó bằng 1 phần 2 một vài, để được phép toán là tức là nhân cái dòng thứ nhất với 3 phần 2 cộng với cái dòng thứ hai, để vào cái dòng thứ hai thì nó cái chỗ này bằng không. Thế bây giờ cái L1 cộng với L3 để với L3 này, L1 là cộng với L3 để với L3 thì con 2 này cộng với lại cái trừ 2 nó bằng không. Đấy, như vậy là cái chỗ này bằng không. Thế bây giờ tiếp theo này. Tiếp theo thì ta làm nào được cái này bằng không. Đấy, cái phần này bằng không này. Phần này bằng không bằng cách chúng ta lấy như này. Cái L2 này ta nhân với trừ 4 cộng với L3 để với L3 đây. Cái này cái L2 này nhân với trừ 4 thì cái chỗ này nó ra trừ 2, đem cộng với 2 đây nó bằng không, bằng không. Thế như vậy nó thành một cái đường chéo như thế này. Thế sau đó chúng ta lại biến đổi làm sao nó cái phần phần hệ số nó thành toàn một 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 như thế này. Đấy, toàn thành một một. Thế bây giờ cái cách chúng ta làm như thế này, chúng ta lại lại làm như thế này. Bây giờ cái dòng L2 này bây giờ làm sao cái con 1 phần 2 nó thành con không đấy. Thành con không thì bằng cách như thế này.
Chúng ta lấy cái 1 phần 2 nhân với L3. Đẩy 1 phần 2 nhân với L3 nhé. 1 phần 2 nhân với L3 thì cái này nó bằng, sau đó để sau 1 phần 2 nhân với L3 cộng với L2 để với L2. Cái này 1 phần 2 đây nó bằng trừ 1 phần 2 này. Đấy, thế em cộng với L2 ở đây, chỗ này bằng 0, nó ra còn 0 đây. Đấy. Thế rồi rồi làm nào để cái phần tử này bằng 0, trừ 1 bằng 0 thì bằng cách như này. L1 L3 trừ L3 em cộng với L1. Thì cái này trừ L3 đây bằng 1 này, nó cộng với đây có 1 nữa ra 0. Đấy, ra 0. Thế thế như vậy là cái cột này nó chỉ còn cái này thôi. Thế bây giờ tiếp này. Bây giờ 2L2 nhá. Rồi sau để với L2. 2L2 thì ở đây nó 1/2 ở đây thành 1, để 1 này. Sau đây đây là 3 này. Thế rồi trừ L3 chuyển thành L3. Trừ L3 là cái này bằng bằng 1, 1 đây. Đấy, thế bây giờ ta chỉ cần cứ biến đổi cái này nữa là được này. Thế bây giờ đến cái này. Trừ L2 cộng với L1. Đem đem trừ L2 này cộng với L1 thì cái chỗ này bằng bằng 0, bằng 0. Đấy, bằng 0. Rồi L1 chia 2 thì cái chỗ này nó bằng 1 này. 1. Đấy, như vậy ta được là x thì bằng 2, x thì 1 bằng x thì bằng 2, y bằng 3, z bằng -1. Đấy, khi mà biến đổi thành cái dạng phía hệ số này thành ma trận đơn vị thì chúng ta được cái lời giải của bài toán ngay. Thế trong cái chương trình này, trong trong cái bài này tôi sẽ giải cái hệ phương trình là n phương trình n. Bây giờ là a 11 x 1 là cộng a 12 x 2 cộng a 1 n x n bằng a 1 n cộng 1. Thế cái vế phải của hệ phương trình nó là cái cột này. Đấy. Thế ở đây là n phương trình n, cuối là a n 1 x 1 a n 2 x 2 a n n x n bằng a n n cộng 1. Thế cái hệ này nó sẽ có nghiệm duy nhất khi mà cái định thức ij ở cái phía bên phải này là nó khác không thì nó sẽ có nghiệm duy nhất. Thế bây giờ cái chương trình này, cái chương trình nó xây dựng sẽ là làm như thế này. Cái thuật toán nó nằm ở cái đầu đầu tiên chương trình là chúng ta include uStream, thư viện vào ra này. Cmap ở đây nó có, tôi dùng cái hàm trị tuyệt đối nên là có phải cmap ở đây này. Define n bằng 100 ở đây tôi khai là cái hệ của chúng ta có đến số ẩn là 100. Đấy. Thế cái hàm cái thuật toán giải hệ đại số hữu tính nằm trong cái hàm linear system thì A ở đây là cái mảng của ma trận hệ số của phương trình mở rộng, tức là gồm có cả cột cái tự do nữa ở phía bên phải, và n là cái số biến. Nhưng đây đặc điểm ở đây tức là cái mảng A của chúng ta hệ phương trình là nó hai chỉ số, nhưng đây dùng một chỉ số biến thành một chỉ số. Đấy, dùng một chỉ số, tại sao dùng một chỉ số là để cho nó chạy nó nhanh, và khi mà chúng ta nếu mà dùng cái cấp phát động thì cái mảng của cái hệ phương trình đó chúng ta cấp phát động thì khi gọi vào cái hàm giải hệ đại số tuyến tính này thì có thể là giải được cái hệ rất là lớn đến hàng nghìn biến cũng được, tùy theo là cái bộ nhớ của chúng ta, cái RAM của máy tính chúng ta là cỡ bao nhiêu. Cho nên ở đây cái này nó có thể giải được cái bài toán rất lớn. Đấy. Và đây chúng ta dùng một chỉ số thôi thì nó sẽ chạy rất là nhanh và tiện sử dụng, nó không có, nếu dùng hai chỉ số thì nó ở trong cái mảng của chúng ta là dù sao thì nó cuối cùng nó cũng chứa thành thành một mảng liền trong bộ nhớ và nó sẽ rỗng ở giữa rất nhiều, không sử dụng đến. Ở đây dùng một chỉ số cho nên là cái ma trận này nó sẽ
cái mảng của chúng ta sẽ hoàn toàn đọc. Và cái mảng của chúng ta ở đây tôi chỉ dùng khai mảng một chiều, khai mảng một chiều nhưng tôi không dùng cái phần tử không, chỉ bỏ phần tử không đi đấy, cho nó tiện so với lại cái lập trình, cái lý thuyết về cái cách giải cái hệ phương trình. Thì bỏ một cái phần tử không đó thì là không 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 ảnh hưởng gì. Đấy. Thì đầu tiên là như này, ở chương trình chính như vậy cái hàm của chúng ta chỉ có mỗi là n là bao nhiêu biến và cái mảng hệ số chúng ta cho vào A. Đấy. Thì cái cách của chúng ta như thế này, ví dụ như là cái hệ của chúng ta, cái hệ trên mà khi giải thì dữ liệu đưa vào cái mảng của chúng ta như thế nào, thì chúng ta viết lần lượt theo hàng ngày một. Đấy, theo hàng cả cái mã trận mở rộng như này, cột B ở đây, cái cột hệ số tự do ở đây. Đấy, thì chúng ta viết cứ theo từng hàng, chúng ta xếp theo cái phương trình thứ nhất, phương trình thứ hai, phương trình thứ ba. Đấy, xếp lần lượt vào đây và chúng ta lưu vào chúng ta lưu vào cái mảng của chúng ta này như nào. Ví dụ như là ở đây là m của chúng ta là m của chúng ta bằng 3. M của chúng ta bằng 3 nhé. Ở đây m của chúng ta bằng 3 này. Đấy, thế chúng ta xếp xếp vào cái mảng hệ số là xếp vào như này. 2 này, 1 trừ 1 8. Dòng thứ nhất này, dòng thứ hai này, dòng thứ ba này. Và để bỏ phần tử không ấy, thì chúng ta phải cho nó cái phần tử không ở đây. Đấy. Thì đây ở trong chương trình là chúng ta nhập cái mảng cái mảng hệ số của hệ đại số tuyến tính là nhập một cách trực tiếp, nhưng các bạn có thể là thêm một cái đoạn chương trình mà chúng ta nhập từ từ file văn bản cũng được. Nhưng đây để tiện tôi nhập trực tiếp. Ở đây ví dụ như là một cái bài toán là số biến này, m bằng 9 này. Thế cái mảng B của chúng ta này, mảng B của chúng ta có n hàng, n lớn hàng và n cộng 1 cột, nhưng vì bỏ cái phần tử đầu cho nên đây cộng 1 vào. Thì cái phần tử bỏ ở đây ta khai không. Thế sau ở đây con hàng thứ nhất của cái ma trận là ở đây. Từ 4,5621 cho đến 2, đây có 9 phần tử và cái hệ số tự do của hàng thứ nhất là 2 207,55. Tương tự này, hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5, hàng 6, hàng 7, hàng 8, hàng 9. Hàng 9 đây. Thì sau đó chúng ta phải in ra m bằng mấy và chúng ta in các cái hàng của ma trận ra. Các hàng của ma trận ra. Và nếu mà hết một dòng y chia cho m cộng 1 này bằng 0 thì là tờ xuống dòng. Sau đó chúng ta gọi cái hàm linear system. Đấy, cái tham số đưa vào là cái mảng B này, số ẩn của cái phương trình. Thế ở đây nó có một cái biến là biến rest reason là kết quả. Kết quả là như thế này, cái hàm linear này nó sẽ trả về 1 nếu mà hàm có nghiệm duy nhất và trả về 0 nếu mà cái định thức của cái ma trận của chúng ta, ma trận hệ số của chúng ta, định thức của chúng ta nó bằng 0 thì hàm sẽ có vô số nghiệm. Thế sau đó thì chúng ta in cái mảng ra để kiểm tra. Đấy, sau khi giải giải xong ta in cái mảng A này, cái mảng B này. Đấy. Cái mảng B của chúng ta vừa là dữ liệu vào vừa dữ liệu lấy ra. Và như vậy là theo cái ở đây tức là đến cuối cùng nhá, đến cuối cùng cái cột phương án này, cái lời giải của bài toán nó ở cột thứ n cộng 1. Cột thứ n cộng 1. Cho nên ở đây ta như này, nếu mà kết quả bằng 0 thì hệ không có nghiệm duy nhất, còn không ta in cái cột cái cột n cộng 1 ra. Ở đây lại là ký hiệu là m, k bằng m cộng 1 này, sau y bằng 1 m này, in cái xi ra, in cái bk ra. Sau đó chúng ta chuyển là k bằng k cộng đấy, bằng k cộng m cộng 1 thì sẽ ra cái phần tử hàng 2 cột m cộng 1. Cứ như vậy thì chúng ta cái này chúng ta in được cái cột m cộng 1 ra. Thế
Thế bây giờ cái hàm này là dữ liệu vào của chúng ta, tức là đây tôi đã nói, tức là cái A này, A là cái mảng hệ số này, kể cả cái cột tự do này, N là số biến. Thế ở đây nó có return không? Return không là cái trường hợp mà cái định thức của hàm mà chúng ta phát hiện ra bằng không. Đấy, thì chúng ta return không là hàm không có nghiệm duy nhất. Còn còn thì là nếu nó có nghiệm thì chúng ta return một cho cái hàm 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 này. Thì cái ở đây là chúng ta toàn dùng là một chỉ số hết, một chỉ số. Thế bây giờ tôi dịch cái này để chạy để xem mà nó như nào. Đấy, như vậy dịch cái thành công. Thế bây giờ cứ chạy này. Đấy, chạy thì đầu tiên là nó đây là em bằng 9, có 9 lần. Thế cái dòng thứ nhất đây, dòng thứ nhất này. Đấy. Rồi đến đây cái dòng thứ 9 là số liệu như này. Và ta thấy là số liệu của nó là rất đúng, ví dụ như cái phần tử cuối này 146,82. 146,82. Đây 146,82 nó vào rất đúng. Đó. Thế sau đó chúng gọi cái hàm giải hệ đại số tuyến tính. Thì bây giờ cái ma trận hệ số nó in ra dòng thứ nhất ở đây. Những cái mà nó in là e mũ trừ trừ 16 này, tức là rất chính xác, đây là số 0. Đây là số 0, một số cái in số 0, một cái in xấp xỉ số 0 là e mũ trừ 16. Đấy, tức là 10 mũ trừ 16 là số rất nhỏ. Đây 1 này, 0 0 0 0 0 0. Thế sau đây là cái cột thứ n cộng 1 ở đây, cái cột nghiệm này. Thế còn cái này nhá, 0 1. Đấy, như vậy là cái vế này là ma trận đơn vị này, nó biến đổi cái ma trận Easy n dòng đầu cột đầu của cái ma trận A bây giờ nó biến thành cái ma trận đơn vị. Thế còn nghiệm của nó là cái cột cuối này. Thế như vậy nó in ra cái cột cuối x1 bằng 1.63 này, 1.63, x2 bằng 0.33, x3 bằng 3 này, x9 bằng 1.65, đây 1.65. Như vậy ta chỉ in cái cột cuối ở đây ra là được nghiệm, còn cái phía này là nó là cái ma trận đơn vị. Đấy, nó đúng như là cái kiểu chúng ta viết biến đổi thành thế này là xong. Đấy, biến đổi thành dạng như thế này là ra đáp số. Đấy, vậy đáp số của cái này là như thế này. Đấy, các bạn có thể thử rất nhiều các cái hệ khác, nó đều đều chạy ra ngay lập tức. Và đây cái chương trình này có thể giải được những cái hệ rất lớn, hàng nghìn biến cũng được. Và ở đây tôi đã để ở cái dạng nó là cái hàm, cho nên là các bạn rất dễ sử dụng. Đấy. Rất dễ sử dụng, nó chỉ ở dòng thứ 5 cho đến dòng thứ 21 thôi. Đấy, các bạn chỉ đưa dữ liệu vào A và cái N bằng bao nhiêu, xong gọi cái hàm này và chúng ta in cái cột N cộng 1 ra thì là được cái nghiệm của hệ đại số tuyến tính. Thế việc giải hệ đại số tuyến tính nó có là rất quan trọng, là một trong những cái rất nhiều các cái bài toán, những cái vấn đề của toán học cũng như vấn đề thực tế. Đấy, sau cuối cùng chúng ta quy về giải một cái hệ đại số tuyến tính, như nhất là những cái vấn đề như thống kê này. Đấy, ước lượng các cái hàm này, nội suy, rồi giải các cái phương trình toán lý. Đấy, như các cái phương trình toán lý thì nó đều cuối cùng nó dẫn đến giải một cái hệ đại số tuyến tính rất lớn. Thì đây là một cái thuật toán mà có rất nhiều ứng dụng trong các vấn đề toán học và vấn đề thực tế. Thế bây giờ tôi dừng lại chương trình này ít phút để các bạn có thể là copy được cái màn hình cái chương trình này. Phần đầu này 1 2 3 giây này. Nguyên nguyên cái hàm này 1 2 3 giây. Đây là tôi lập cái này là nó rất là gọn. Rất là gọn, nó chỉ có hơn chục dòng lệnh thôi.
nhưng mà làm việc rất hiệu quả. Phần ví dụ này, 1, 2, 3 giây. 1, 2, 3 giây. Và đây là cái phần là lý thuyết. Phần lý thuyết này các bạn có thể download được ở dưới cái video nghe, tôi không cần dừng lại nữa. Các bạn hãy đăng ký kênh này để nhận được thông báo khi có video mới. Các bạn hãy like và share video này cho bạn bè và người quen quan tâm đến các thuật toán trong toán học và lập trình C cộng cộng. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào các bạn.